Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị, những kiến thức về sức khỏe, những kiến thức rất là thiết thực cùng với chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với nhau tìm hiểu những kiến thức như vậy, đặc biệt là chủ đề về các bệnh lý xương khớp. Thưa quý vị, đau nhức xương khớp, tê bì chân tay là những biểu hiện thường gặp ở người có tuổi và hiện nay tỷ lệ trẻ hóa đang ngày càng cao. Những triệu chứng này có thể thoáng qua và tự khỏi, có thể cảnh báo các bệnh lý nguy hiểm tiềm ẩn bên trong. Vì vậy mà biết cách nhận biết khi nào cần phải đi khám cũng như là nhận biết được những dấu hiệu của bệnh sẽ khiến chúng ta phòng bệnh được tốt hơn. Vì vậy xin được giới thiệu vị khách mời ngày hôm nay, đó là bác sĩ Nguyễn Toàn Trung. Bác sĩ sẽ cùng dành cho quý vị khán giả những thông tin hữu ích và những tư vấn thấu đáo. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Nguyễn Toàn Trung. Thưa bác sĩ Nguyễn Toàn Trung ạ, đầu tiên thì công nghiệp muốn đặt một cái câu hỏi đến với bác sĩ thế này, đó là đau nhức xương khớp và tê bì chân tay có thể gặp trong những trường hợp nào thưa bác sĩ? Cái đau nhức xương khớp và cái tê bì chân tay ấy thì là rất là hay gặp. Ngày trước thì là 35 lên, giờ thì là trẻ hơn, có thể khoảng 30. Nó hay gặp ở một là cái yếu tố đầu tiên chúng ta rất hay gặp đây là cái thoái hóa xương khớp. Cái thứ hai là các cái bệnh lý thoát vị đĩa đệm, bệnh lý lao xương khớp, bệnh lý gút và bệnh lý là có thể là các cái bệnh lý tự miễn như là các cái viêm khớp dạng thấp hoặc là viêm đa khớp. Thưa bác sĩ ạ, độ tuổi nào thì thường gặp mà những cái biểu hiện đau nhức xương khớp và tê bì chân tay, những yếu tố nào sẽ là những cái yếu tố nguy cơ cao trong tình trạng này thưa bác sĩ? Ngày trước thì là trên 35 tuổi nhưng mà bây giờ thì là trẻ hơn, tầm khoảng 30 tuổi. 30 tuổi là bây giờ đã xuất hiện rất là nhiều các cái triệu chứng của đau nhức xương khớp và tê bì chân tay. Và cái thứ hai là yếu tố về công việc, yếu tố về sinh hoạt như là hay đứng này, ít vận động này, rồi là béo phì. Đấy là yếu tố hay ảnh hưởng đến các cái xương. Và chúng ta biết đó là cái xã hội vận động nó còn một cái nữa là cái yếu tố môi trường. Đấy là làm cho cái nguy cơ còn nhiều hơn. Bác sĩ Nguyễn Toàn Trung thân mến ạ, đau nhức xương khớp thì tê bì chân tay thì cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm nào cần khám và điều trị, bác sĩ có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả được không ạ? Cái vấn đề này chúng ta thấy là nó rộng. Ví dụ như cụ thể là chúng ta sẽ phải biết là cái vị trí đau ở vị trí nào. Cái thứ hai nữa là bệnh nhân có những cái bệnh lý nào mà tiền sử từ trước là đã mắc. Đấy, và cái nữa là cái yếu tố công việc rồi là các cái yếu tố khác nữa. Thì thường chúng ta nói về cái hay gặp đây là cái thoái hóa. Thì cái thoái hóa thì là nó hay đau ở cái vùng cột sống thắt lưng. Đấy, và hai nữa là nó cái đau ở các cái khớp như là khớp háng, khớp gối là thường xuyên là hay gặp. Đấy, và cái nữa là cái đau nhức ở các cái đầu ngón tay, các cái điểm bám gân. Với cái tê bì thì nó còn tùy theo là cái địa vị trí của cái tê bì nó ở đâu để chúng ta có thể là tính toán được là bệnh nhân định hướng được là bệnh nhân bị cái vị trí nào để chúng ta làm các cái xét nghiệm chuyên sâu, các cái chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu. Đấy thì là chúng ta sẽ phát hiện ra. Chúng ta thấy rằng là đau nhức xương khớp và tê bì chân tay cũng có thể là dấu hiệu của những bệnh lý xương khớp khác. Vậy thì làm sao chúng ta có thể phân biệt được đau nhức xương khớp và tê bì chân tay với những cái bệnh lý xương khớp khác nhau? Bác sĩ có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả. Cái đầu tiên là người ta sẽ ảnh hưởng đến cái yếu tố sinh hoạt. Đấy, cái sinh hoạt người ta sẽ khó khăn hơn. Cái thứ hai nữa là cái đau làm cho người ta rất là khó chịu. Đấy, và cái nữa là yếu tố tâm lý, người ta sẽ hoang mang không biết là cái này là liên quan đến bệnh gì. Nếu như mà chúng ta có cái triệu chứng đấy thì chúng ta nên đi khám. Thưa bác sĩ ạ, nhiều bệnh nhân chia sẻ rằng là khi mà họ có những cái dấu hiệu của bệnh lý xương khớp
thì có thể là chỉ xuất hiện triệu chứng là đau nhức xương khớp thôi. Thế nhưng mà cũng có bệnh nhân chỉ xuất hiện triệu chứng là tê tay, tê chân. Và có nhiều bệnh nhân thì thắc mắc rằng là tôi đau nhức xương khớp và kèm theo cả tê tay, tê chân đến cùng một lúc, thì liệu rằng nguyên nhân là do đâu? Và phải chăng là cái bệnh lý này nó nặng hơn những cái bệnh lý khác? Bác sĩ có thể chia sẻ và giải đáp những cái thắc mắc này cho quý vị khán giả. Cái này thường ấy là nó hay liên quan đến cái thay đổi thời tiết. Ví dụ như cũng đang nóng, cũng đang lạnh nhưng mà nó thay đổi thời tiết. Ví dụ như nhiệt độ nó chuyển khoảng tầm 10 độ C thôi là người ta đã sẽ rất dễ bị trên một cái nền là ví dụ như là thoái hóa chẳng hạn, là người ta sẽ bị đau. Đấy, và cái thứ hai nữa là cái thời tiết chuyển giữa đêm và ngày. Đấy thì là những cái người ta hay đau nhiều về đêm, sau đó thì là thậm chí là cứng khớp vào buổi sáng. Và cái nữa là trời nóng thì chúng ta hay bật điều hòa. Đấy, bật điều hòa thì là nó làm cho cái nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ môi trường rất là nhiều, nên là khi mà chúng ta mà từ phòng mà ra ngoài môi trường ấy là chênh lệch nhiệt độ nó cao, đấy là nó sẽ gây ra một cái hiện tượng là sốc nhiệt và có thể là sẽ bị đau nhức. Và cái nữa là cái đau xương khớp này ấy, thì đôi khi nó cũng không phải là nóng là lạnh đâu, nó chủ yếu là liên quan nhiều đến cái thay đổi về nhiệt độ. Đấy, đúng lại là nó thay đổi khoảng tầm 10 độ C. Đấy, cứ nhiệt độ mà cái thay đổi khoảng 10 độ C là những bệnh nhân mà có bệnh lý về xương khớp là sẽ bị đau. Thưa bác sĩ Nguyễn Toàn Trung, một câu hỏi cuối cùng dành cho bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay, đó là để có thể giúp quý vị khán giả phòng bệnh được xương khớp, bác sĩ có những lời khuyên như thế nào đến với quý vị khán giả? Theo tôi ấy thì là một là chúng ta phải nên đi khám sức khỏe sớm, chúng ta nên là khám định kỳ khoảng 6 tháng một lần. Đấy, và để chúng ta làm các cái xét nghiệm và về canxi này. Cái thứ hai là chúng ta làm các cái chuẩn đoán hình ảnh về X quang các thứ để chúng ta đánh giá lại cái bộ xương. Đấy, là chúng ta đánh giá cái chất lượng xương, và cái nữa là chúng ta có thể đo các cái độ loãng xương, các cái máy đo loãng xương. Cái nữa là chúng ta đánh giá được là chúng ta bị những bệnh lý gì về xương khớp để chúng ta có cách phòng. Và mỗi một bệnh ấy thì nó lại có một cái cách tập khác nhau, nó có cái chế độ dinh dưỡng khác nhau và nó có những cái thuốc khác nhau. Nhưng mà thường là chúng ta nói hay gặp ấy là cái thoái hóa ấy, thì chúng ta nên dùng các cái thuốc thoái hóa sớm để tăng cái sụn và nó kéo dài cái quá trình thoái hóa đi. Và chúng ta bổ sung các cái vitamin và các cái canxi. Xin được cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi đến bác sĩ. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đã cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ bác sĩ Nguyễn Toàn Trung trong chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life ngày hôm nay. Hy vọng rằng là chúng ta đã có thêm những kiến thức về sức khỏe bổ ích và sẽ chăm sóc sức khỏe của bản thân cũng như là những người thân yêu trong gia đình được tốt hơn. Quý vị quan tâm đến chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life và muốn đặt câu hỏi đến với những chuyên gia của chúng tôi, hãy cùng gọi đến số hotline 0854-400-102 hoặc có thể gửi thư về chương trình theo địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115a@gmail.com. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life xin chào quý vị và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.